Dạ, con xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay con giới thiệu đến cô chú và anh chị một cô đèn của hãng Ebonit, Ebonit C30 nha mọi người. Đó, đèn ngoại hình còn khá là đẹp. Cây này thì được top solid rồi nha mọi người. Đó, nói chung là cũng có một vài vết xước theo năm tháng nha mọi người. Đó, cây này được sản xuất là thập niên 70 nha mọi người. Đó, lưng hông bộ gỗ rôm sờ vút nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Đèn được có một chỉ lưng nha, rất là đẹp luôn, rất là thẩm mỹ luôn. Cây này cần thẳng tắp luôn nha mọi người. Đó. Đây, bộ khóa vàng nha mọi người. Đó, vẫn rất là êm tay nha. Đó, đầu đèn rất là đẹp. Triệu 8 nha mọi người. Em tặng bao da nha. Em bảo hành 2 năm, em giao hành trên toàn quốc nha mọi người. Đó, cây này thì giá xuất xưởng ngang Yamaha C300 nha mọi người. Đó, nhưng mà giá nó rất rẻ. Đó, âm thanh thì rất là hay. Mời mọi người lắng nghe âm thanh. Chúc mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ.